nhân vật não ngắn nhất OPM là ai? Xin chào anh em, tôi đã trở lại rồi đây. Trong khi anh em đang êm ấm trong chăn ôm bạn gái, thì tôi phải ngóc đầu dậy từ sáng sớm tinh mơ làm video cho anh em xem. Anh em phải thương tôi trước, anh em hãy cho tôi một like, một share và một bình luận để tôi sống tiếp qua những ngày mùng mền còn lại. Hôm nay, mình sẽ liệt kê mấy tên não ngắn trong One Punch Man như cách mà thằng bạn tôi dùng hai cơ bắt bà Bích. Chơi vậy về nhà chơi một mình luôn đi, cay, cay quá là cay, bây giờ vẫn thấy cay. Ok, bắt đầu thôi. Nếu nói đến não ngắn, các anh em chắc chắn ngay lập tức nghĩ đến mấy ông vai u thịt bắp tứ chi phát triển. Nếu anh em có suy nghĩ đấy, vậy thì anh em đúng rồi đấy. Nào, chúng ta hãy cùng đến với những thanh niên não ngắn trong One Punch Man. Người khổng lồ Titan Chappa. Thanh niên đam mê tập gym với ước mơ trở thành gym chúa, chuyên livestream chĩa mõm và chuyện thiên hạ. Anh được anh trai của mình cho uống thuốc kích dâm, à nhầm, kích thích, khiến cơ thể anh siêu to khổng lồ như nồi cám heo của bà Tân Vlog. Trong cơn phấn khích khi đạt được ước mơ, anh đã phá hủy cả thành phố. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Anh được thánh chọc tặng cho một cuốn giáo dục công dân và một cuốn đạo đức thông qua cú đấm nhồi thẳng vào đại não của Marugori, để anh nhanh chóng giác ngộ lý tưởng cách mạng. Nói về não ngắn ư? Cứ xem cách Marugori đã thể hiện độ phẳng não khi không thể phân biệt phải trái, đập cái chết luôn anh trai của mình. Đi vào với con, đi vào với tao lấy mày. Kanashi Kabuto, Chap 10, con quái vật hung bạo và xấu xa nhất từ trước đến nay, là kết tinh đỉnh cao trí tuệ của ngôi nhà thời đại mới. Sức mạnh của Kanashi Kabuto đáng sợ đến mức thổi bay Genos chỉ trong vài nốt nhạc. Mà các ông có thấy mặt con bọ hung bựa và ngu ngu thế nào ý? Nhìn chẳng khác nào con bọ hung chuyên ăn phân. Và với sức mạnh bá đạo của mình, Kanashi Kabuto chỉ bị hạ gục bởi ngày giảm giá đặc biệt của Thánh Trọc. Bởi vậy tôi có lời khuyên cho anh em, muốn chiến với khủng long trong nhà thì nhớ tránh ngày giảm giá đặc biệt. Anh em hiểu ý tôi chứ? Băng đầu búa, Chap 12. Tại sao chúng ta phải trả tiền để mua thức ăn? Tại sao chúng ta không thể chia sẻ với nhau? Trên thế giới còn gì là tự do nữa? Chúng ta dần trở thành nô lệ của những việc làm. Nhà giàu thì ăn no mặc ấm, nhà nghèo thì bỏ mạng. Làm việc có gì vui? Không, không thể nào vui được. Chúng ta hoàn toàn không muốn làm việc. Chính vì thế, tôi, đầu búa, sẽ thay đổi thế giới này. Trở thành nơi mà mọi người không cần làm việc và vẫn được hỗ trợ đầy đủ. Chúng tôi sẽ tạo ra thế giới hoàn hảo mà mọi người mơ ước. Tôi là đầu búa, lãnh đạo nhóm Paradise. Đấy là bài tuyên ngôn hùng hồn của những kẻ lười biếng, không làm mà vẫn muốn có ăn. Những lúc như thế này, tôi phải dùng cấm thuật triệu hồi thầy Huấn. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nha, ăn cứt. Thế cho nó dễ. Sau này là không làm chỉ có ăn cứt thôi. Nói thì cho nó nhanh cho nó dễ hiểu. Vỗ tay, vỗ tay. Paradise Group là nhóm những tên tội phạm không có sức mạnh. Nhóm hói đầu này đã đánh cắp bộ đồ siêu nhân và sử dụng nó vào việc cướp bóc và trả thù. Nhưng bọn chúng thậm chí còn đọc sai bản đồ, tấn công nhầm vào một tòa nhà khác. Paradise Group toàn bộ bị giết bởi Sonic, tên thủ lĩnh đầu búa may mắn sống sót nhờ hộp sọ dày. Nhưng nhọ cho anh là trong lúc chạy trốn, gặp phải một kẻ hói đầu khác và rồi, bùm, anh trở lại thời nguyên thủy đuổi chim bắt bướm. Nhưng sao chổi vẫn chưa từ bỏ anh. Hai tên robot của tổ chức đã tẩn cho anh một phát vì cái tội trộm cắp rồi vứt luôn xác anh trong rừng. Tony Stretcher, Chap 49.2. Đây là tên quái vật với cái lưỡi co giãn. Mục đích của hắn chỉ là muốn mlem mlem các chị gái. Nhưng đáng tiếc, hắn đụng phải người đàn ông mạnh nhất hành tinh, King. Và hắn chỉ có thể trụ được 10 giây trước tiếng gầm động cơ King. Hắn đã nhanh chóng quỳ gối xin tha thứ mà chẳng ra đòn nào. Sau khi bị tống trong xe chở tội phạm, Chap 77.5, hắn ta còn tỏ ra đầy tự hào vì đã đối đầu với King. Hắn ba hoa phải trả thù King vì vết thương trên đầu, nhưng thực chất là bị gái đạp vì tội biến thái. Vì một phút làm le với đồng bọn mà hắn mãn kiếp không được thấy ánh mặt trời nữa. Nhóm Thanh Topper Army, Chap 27. Trong mùa hè này, các bạn sợ nhất điều gì? Dịch Covid ư? Không, nó còn chưa đáng sợ bằng... À đúng rồi, dịch bệnh đáng sợ nhất. Thế tôi hỏi cái thứ hai các anh em sợ là gì? Thôi, để tôi trả lời luôn cho, anh em khỏi mất công đoán. Tôi có một trẻ trâu, tôi có một gym chúa. Boom, tôi có trẻ trâu tập gym. Trẻ trâu tập gym, trẻ trâu tập gym.
Trẻ trâu tập gym trong One Punch Man chỉ có thể là nhóm Thanh Topper Army. Nhóm Thanh Topper Army là tập hợp những thanh niên đam mê tập gym, mặc áo ba lỗ với ảo tưởng sức mạnh vô đối. Các thanh niên này quá chăm chú tập cơ bắp mà quên mất tập cơ não. Cơ bắp thì ngày càng cuồn cuộn, mà cơ não thì ngày càng phẳng. Sau vụ Thánh Trọng đánh nát thiên thạch, những mảnh vụn thiên thạch rơi xuống đã phá nát thành phố. Hai thanh niên áo ba lỗ cơ hội đã nhào ra mắng chửi, hạ nhục Thánh Trọng nhằm bôi nhọ danh dự Thánh Trọng. Nhưng xui cho bọn chúng đã chọn nhầm đối thủ. Thánh Trọng làm gì có danh dự? À, Thánh Trọng làm gì lại để ý những chuyện nhỏ nhặt đó? Và hai thanh niên nhiều chuyện được Thánh Trọng tặng vé miễn phí đến bệnh viện. Sau vụ Chúa Tể Boros, thành phố A bị phá hủy hoàn toàn. Hiệp hội anh hùng muốn xây dựng lại thành phố. Đúng lúc này, một con robot khổng lồ tiến tới. Nhóm Thanh Topper Army đã không một chút chần chừ lao tới tấn công con robot. Dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Thanh Top Master và cả nhóm nhanh chóng được ăn hành ngập mồm. Thanh Top Master hạ được một con tiểu robot, chưa kịp ăn mừng thì bị hiệp sĩ hợp kim đá đít ra ngoài. Thì ra con robot là do tiến sĩ Bofoy điều khiển để dọn dẹp đống đổ nát. Nói tóm lại, nhóm Thanh Top Army không quá ngu, chỉ là bọn họ thường dùng cơ bắp trước khi dùng cơ não. Băng cướp bỏ húp, Chap 48.5. Xuất hiện trong phụ chương Chap 48.5, băng cướp mặc áo bỏ sữa cầm đầu bởi tên bỏ húp, tội phạm cấp A đang bị truy nã. Mặc dù đi ăn cướp, nhưng bọn họ lại thích chọn trang phục nhân viên Vinamilk, mặc lộ lộ còn hơn cả khăn lộ lộ như sợ không ai biết. Lúc chạy trốn, bị anh chọc khiên luôn cả xe đi mà không biết. Và kết quả chắc ai cũng đoán ra, cả nhóm nằm đo ván. Các ông đi cướp ngân hàng mà quên mang não thì tôi cũng chịu với các ông luôn. Chắc xem đến đây, nhiều ông đã bực mình lắm rồi. Mấy ông đang tự hỏi, mình đang xem cái quái gì thế này, chả đầy 5 phút cuộc đời. Nhưng các ông tin tôi đi, hãy xem đến nhân vật cuối cùng, rồi các ông chửi tôi thế nào cũng được. Và nhân vật cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến về độ ngáo ngơ chính là Thánh Trọng. Ấy, khoan đã, các anh em bình tĩnh, hãy đặt tay ra khỏi mép bàn. Khoan hãy lộn cái bàn. Nghe đến đây tôi biết chắc có nhiều anh em muốn góp tiền thuê John Wick tìm nhà tôi. Nhưng tin tôi đi, sau khi nghe hết phân tích của tôi, anh em lại thấy nó hợp lý ở cái tầm vũ trụ. Có khi anh em còn vỗ tay tán thưởng tôi ấy chứ, hoặc thuê cả John Wick lẫn chó của anh ta. Được rồi, anh em hãy tắt tất cả các tab, đeo tai nghe, vặn max volume, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, lắng nghe từng tiếng tôi nói. Thứ nhất, hãy nhìn vào ngoại hình ất ơ ngáo ngơ, đôi mắt trắng dã, cái đầu chọc lóc sáng bóng, thái độ bất cần của Thánh Trọng là đã thấy không sáng sủa rồi. Trong chap 66.5, Thánh Trọng tham gia cuộc thi trang phục siêu anh hùng. Saitama mặc bộ đồ anh hùng như mọi khi, nhưng khi đến cuộc thi thì gặp một cậu bé bị chấn lột đồ. Anh đã quyết định cho mượn bộ đồ anh hùng và dùng tới vũ khí bí mật của mình. Một cái áo thun cao cấp in hình sushi chuột, một cái quần đùi hoa hòe cộng thêm một cái thắt lưng, găng tay, ủng được cái đánh bóng. Giám khảo nhận xét Thánh Sai, đôi găng tay đánh bóng tạm được, nhưng cái mặt cậu không đủ thanh lịch để đeo nó. Nhìn sơ sơ qua thôi, cũng biết cậu suy đồ cỡ nào rồi. Ngáo ngơ, đua đòi, lười biếng. Như người ta nói, khuôn mặt thể hiện cảm xúc, còn đồ thì thể hiện nhân cách con người. Cậu hãy tập làm một công dân tốt trước khi làm một siêu anh hùng. Đấy, chuyên gia thời trang có nhận xét như thế thì các ông phản đối thế nào được? Và sau đó, Saitama được chấm 4-1-3, tổng cộng 8 điểm trên thang điểm 30. Mặc dù anh đã đấm chết quái vật, cứu tất cả mọi người trong hội trường. Xét về ngoại hình thì Saitama thật sự ngáo ngơ, anh chỉ trở nên nghiêm túc, ngầu lòi khi gặp đúng đối thủ. Đáng tiếc, đối thủ như vậy quá ít, khiến Thánh Sai mãi ngáo ngơ. Thứ hai, vụng về. Trong một phần phụ chương chap 36.5, trong trận đấu với Boros, Saitama bị đánh văng lên mặt trăng. Sau khi trở về chút đôi ủng thì rơi ra một viên đá mặt trăng. Xenos tra cứu thì mới biết, 1 gram giá 600.000 yên. Để tôi đổi sang tiền Việt Nam cho các ông dễ hình dung. 600.000 yên tương đương 130 triệu Việt Nam đồng, tương đương với 3 triệu 250.000 thùng mì Hảo Hảo, tương đương với 6 triệu 500.000 ly trà sữa, hơn 4 triệu hộp Durex Invisible. Đấy, anh em có thấy khủng khiếp không? Ấy vậy mà khi Thánh Sai mang viên đá đi bán, khi đi ngang qua bãi đỗ xe, không biết lòng ngóng thế nào mà rơi mất viên đá, khiến cho hai thầy trò mất cả đêm tìm kiếm. Vậy là đi bay luôn ước mơ nồi lẩu với đầy thịt cá. Độ vụng về của Thánh Trọng còn thể hiện qua việc anh luôn chơi game thua king. Cái này thì khỏi cần chứng minh luôn. Thứ ba, học tập, chap 22.5. Khi còn là học sinh, Saitama đã thể hiện mình là học sinh cá biệt, thích ngồi một chỗ đọc truyện. Mới nhập học 3 ngày, Saitama đã quên làm bài tập như cách các anh em học sinh quên trường lớp sau 3 tháng nghỉ Tết. Sau đó, Saitama bị hai anh lớp trên đập cho một trận, bị một con quái vật hình heo đâm cho bất tỉnh.
Cuối cùng bị thầy giáo dỗ tiếp. Đấy, mới 3 ngày nhập học mà Thánh Chọc đã nhận biết bao nhiêu đau khổ. Chỉ vì quên làm bài tập về nhà, khiến cho Saitama mất hết niềm tin vào cuộc sống, cảm thấy mình chỉ gặp toàn thất bại. Anh ấy tự hỏi, liệu mình có thể sống sót được trên thế giới tàn bạo này không? Với suy nghĩ tiêu cực như vậy, chúng ta sẽ không ngạc nhiên nếu Saitama độn sổ trong lớp. Nói tóm lại, tất cả cũng tại quên làm bài tập về nhà. Thứ tư, không biết teamwork, chap 93.5. Hiệp hội anh hùng để sổng một con quái vật, họ tập hợp một nhóm siêu anh hùng nhằm bắt sống con quái vật, gồm có B-class rank 6 Dã Thích làm trưởng nhóm, B-class rank 25 Ông Bắp Cày Hồng, B-class rank 70 Bẫy Tengu, B-class rank 39 Thánh Mùi, và cuối cùng B-class rank 7 Áo Chảo Hói, thêm vào cho đủ bộ 5 anh em siêu nhân. Khi làm nhiệm vụ, mọi người đều được giao nhiệm vụ, còn Saitama thì cầm bản đồ, và Thánh Chọc thậm chí còn chẳng biết đọc bản đồ, cuối cùng trở thành người thừa và bị đá ra khỏi team. Kết quả là cả team bị quái vật đập như tử, và Thánh Sai vẫn đập quái gánh team như mọi khi, nhưng chẳng ai biết. Thứ năm, bị Tatsumaki mắng không đỡ nổi. Sau khi hạ được Boros, Saitama bước ra từ đống đổ nát của con tàu vũ trụ, một tiếng nổ kinh trời phía sau. Cột lửa hình nấm sáng rực bầu trời, Saitama vẻ mặt nghiêm túc, ngầu lòi bước đi, không thèm quay đầu. Giống như bao nhân vật chính trong phim Hollywood, nhưng đấy là trong phim. Còn thực tế trong chuyện, tác giả thiếu kinh phí nên Thánh Chọc bước ra ngoài như thằng ăn mày. Đã thế còn bơ luôn Tatsumaki trước những câu hỏi của nàng, khiến anh nhận luôn một tràng chửi liên hồi. Đất trồng đầu chọc, trứng luộc, bạch tuộc, bóng đèn, poker face, trái bơ, yêu tinh, sâu bọ, khiến Saitama không kịp vuốt mặt, chỉ có thể nhờ Xenos đỡ hộ vài câu, và kết quả cậu học trò dán luôn vào bê tông. Thứ 6, không biết làm thầy. Nhận Xenos làm học trò, nhưng toàn dạy thứ cả la phất phơ. Nhà tôi ba đời làm thầy giáo, nhưng chưa thấy ông thầy nào như vậy. Gặp tôi là tôi đấm cho. À mà thôi, bỏ phần đấm đi, AD còn muốn giữ lại bộ hàm. Các ông thấy với bằng ấy lý do tôi nêu ra đã đủ kết luận Thánh Chọc nhà ta não ngắn chưa? Phương châm của Thánh Chọc là chuyện gì có thể giải quyết được bằng cơ bắp thì không cần dùng não. Anh em ai có ý kiến gì cứ bơi vào đây, tôi nhận hết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.